Tình trạng nam diễn viên sau khi bị rắn độc cắn. Ca sĩ kiêm diễn viên Lim Kang Sung vẫn nằm viện điều trị vết rắn cắn. Anh cho biết tình trạng sức khỏe đã ổn hơn. Ngày 3 tháng 6, trên trang cá nhân nam diễn viên Lim Kang Sung chia sẻ dòng trạng thái sau khi bị rắn độc cắn. Nhờ có sự quan tâm của mọi người, tôi đã khá hơn, anh viết. Lim Kang Sung cho biết chỉ cần gõ chữ rắn lên thanh công cụ tìm kiếm là hiện ra tên anh. Cuối bài viết, nam diễn viên nói thêm sẽ nhanh chóng khỏe lại để tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn. Lim Kang Sung cảm ơn mọi người vì đã lo lắng, quan tâm anh. Trước đó, Lim Kang Sung bị rắn lục cắn khi đang đi dạo gần nhà ở Paju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Sau sự cố, anh phải hủy bỏ lịch tham dự buổi họp báo sản xuất bộ phim Close Relationship được tổ chức ngày 31 tháng 5. Công ty quản lý của nam diễn viên cho biết, rất may đây không phải là tình huống nguy cấp. Bác sĩ nói cần phải theo dõi thêm trong một tuần, đại diện công ty Lim Kang Sung nói thêm. Lim Kang Sung sinh năm 1981, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ Hàn Quốc. Anh hoạt động ở giới giải trí từ năm 1999 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Thần Tượng Xếp. Năm 2002, anh trở thành ca sĩ solo và hoạt động tích cực với vai trò diễn viên, đóng truyền hình, điện ảnh và nhạc kịch. Anh được biết đến với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Me Healing Love, Money, Flow, Hidden Identity, Voice of Silence.